Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cáp video ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 25 tây tháng 4 năm 2020 là sáng thứ bảy ở Hoa Kỳ Và hôm qua Thuận không có làm video Tại vì nhiều bạn cũng đã biết là thường thường thứ sáu thì thường cũng khá bận Cho nên không có làm video thứ sáu Nhưng mà hôm nay là sáng thứ bảy thì cũng dành một ít thời gian Để mà chia sẻ một số tình hình thị trường với các bạn Chúng ta hôm nay lại sẽ nhìn vào tình hình thị trường tài chính nói chung Tại vì trong cái thời điểm này các bạn thấy được là chúng ta nhận được rất là nhiều những cái tin tức khác nhau và tin tức thì lại đưa ra liên tục. Nhiều khi chúng ta cần phải nhìn tổng quát các tin tức này là có cái ý nghĩa như thế nào. Và đây chính là điều mà thường Hy vọng có thể là đem đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trước hết chúng ta nhìn vào cái tình hình thị trường đóng lại của tuần qua như thế nào. Các bạn thấy được là các chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ thì đóng lại cũng khá tốt. Chỉ số Dow Jones đã tăng 1,11%, chỉ số S&P 500 đã tăng 1,39% và chỉ số Nasdaq đã tăng 1,65%. Chúng ta nhìn vào vàng thì vàng cũng khá ok, các bạn thấy được là thực ra cũng không có nhiều sự thay đổi so với thứ năm và thứ sáu. Vàng vẫn xoay quanh cái mức là 1745, 1750. Còn về dầu thì các bạn thấy được là cái hợp đồng tương lai tháng 6 của WTI crude oil thì ở cái mức là 17 đô 18 sen. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hợp đồng mới tại vì các bạn cũng đã nhớ là hợp đồng của tháng 5 vừa kết thúc hồi thứ ba mới đây cho nên chúng ta mới bắt đầu một tháng mới. Thì cho tới khi nào mà chúng ta tới gần cái ngày kết thúc của hợp đồng tương lai tháng 6 này, nếu như mà lúc đó mà cái thị trường dầu, nhu cầu dầu mà không có mạnh thì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái giá dầu lại đi xuống và nhiều người cho là nếu như mà không có sự thay đổi cần thiết thì cái giá dầu một lần nữa, hợp đồng tương lai tháng 6 vẫn có thể kết thúc là kết thúc với con số âm như là chúng ta đã thấy trong cái hợp đồng tương lai của tháng 5. Nhưng mà bây giờ vẫn còn quá sớm, hy vọng là từ đây cho đến ngày kết thúc chúng ta vẫn còn vài tuần thì có thể là tới lúc đó thị trường đã mở cửa lại. Và đây cũng là một trong những đề tài mà thường muốn nói với các bạn một lát nữa. Nhưng mà một đề tài khác thường cảm thấy là quan trọng hơn đó chính là chứng khoán của Hoa Kỳ. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói thêm về chứng khoán của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ vẫn còn rất là tốt. Thật ra sau khi mà Bitcoin tăng mạnh từ cái mức là các bạn thấy được là trong vòng tuần vừa qua thì các bạn thấy được là Bitcoin đã đi từ cái mức là khoảng chừng chỉ có là 6.700 đô. Bây giờ đã lên tới cái mức là 7.559 đô. Bây giờ đã từ từ muốn trở lại thử cái mức cao gần đây có nghĩa là cái đây vài ngày Ngày 23 tháng 4 lúc đó Bitcoin đã lên tới cái mức là 7.770 Thì trở lại tôi muốn nói một ít về cái thị trường chứng khoán hiện tại Tại vì có một cái điều gì đó các bạn sẽ cảm thấy là không đúng Tại vì khi mà các bạn nhìn vào S&P 500 Thì các bạn thấy là S&P 500 cái số điểm hiện tại là 2836 cái số điểm cao nhất có nghĩa là khoảng chừng là giữa tháng 2 lúc đó là khoảng 3.387 và khi mà dịch bệnh bùng nổ các bạn thấy được là chỉ số S&P 500 đã đi xuống rất là mạnh đi xuống đến cái mức thấp nhất có nghĩa là khoảng chừng ngày 22 tới tháng 3 lúc đó chỉ còn có 2.237 điểm và các bạn thấy là từ cái lúc đó ngày 22 tới tháng 3 cho tới thời điểm hiện tại nghĩa là khoảng chừng 4 tuần sau thì đã có sự hồi phục rất là mạnh từ cái mức thấp nhất là 2.237 điểm mà hồi phục lại tới 2.836 điểm trong thời gian 4 tuần, có nghĩa là hồi phục lại là khoảng 29% trong thời gian rất là ngắn. Cái mức hiện tại so với cái mức cao nhất từ trước cho tới bây giờ nghĩa là giữa tháng 2 chỉ cách nhau chỉ có 16%. Thì tại sao mà hồi phục lại một cách nhanh chóng như vậy? Khiến cho nhiều người đặt câu hỏi tại vì bây giờ các bạn thấy được là giữa chứng khoán của Hoa Kỳ với lại sự thật về nền kinh tế là đã có một cái sự khác biệt gần như là hai thứ đã không kết nối chặt chẽ với nhau như là trước đây Tại vì các bạn thấy được là S&P 500 là cái tổng hợp của 500 công ty lớn và cái chỉ số điểm các bạn nhìn thấy đó chính là nhìn vào cái thu nhập tương lai của những công ty. Và bây giờ thì các bạn thấy là chúng ta nhận được rất nhiều tin tức là nhiều công ty đang gặp khó khăn. Tại vì bây giờ là Hoa Kỳ vẫn còn đang đóng cửa, kinh tế đang bị tê liệt, người tiêu dùng lại không có mua sắm, người ta vẫn còn đang ở nhà. Phần lớn mọi người vẫn chưa có đi làm. Cho nên nếu như như vậy thì tại sao mà những công ty những cái chỉ số điểm chứng khoán lại được tăng lên. Tại vì nếu như mà thu nhập không tốt thì chỉ số điểm phải đi xuống nhưng mà các bạn thấy được là không phải là như vậy. Chỉ số điểm S&P 500 đã tăng lên và không những là những công ty có thể là có khả năng có cái thu nhập rất là kém. Nhiều công ty bây giờ là đang nằm ở trên cái vực phá sản, có nghĩa là có thể phá sản bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng đã nghe nói tới một số những công ty là bắt đầu đã khai báo là bankruptcy protection có nghĩa là bảo vệ phá sản thì chúng ta nói tới là cái chapter 7 và chapter 11 và chúng ta cũng có chapter 13 nhưng mà nói một cách đơn giản thì nhiều công ty bây giờ là họ đang khai báo là chapter 11 có nghĩa là họ vẫn chưa chính thức là cần phải là bán những cái tài sản của mình để mà trả nợ cho những chủ nợ khi mà khai báo chấp từ 11 thì những công ty lớn là có một khoảng thời gian để họ có thể là thay đổi cách vận hành của công ty để có thể là tiếp tục hoạt động chứ chưa hẳn là chính thức là bị phá sản nhưng mà bây giờ nhiều công ty vẫn đang đối đầu với cái nguy cơ là bị phá sản thêm vào đó nữa là khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình mà thất nghiệp của hoa kỳ đã lên đến cái mức là chóng mặt bây giờ thì 26 triệu người đã mất việc làm tuy là tính theo cái phần trăm của người dân thì cái phần trăm mà thất nghiệp 26 triệu người này thì vẫn chưa phải là cái phần trăm cao nhất so với lại cái đợt mà khủng hoảng tài chính năm 1929 nhưng mà cái số phần trăm này là con số phần trăm tăng trưởng trong thời gian rất là ngắn so với lịch sử trước đây cho nên làm cho nhiều người lo lắng nếu như mà cái tình hình kinh tế không được ổn, thất nghiệp lại cao như vậy thì tại sao chúng ta lại thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ lại tăng lên? Đó là một điều mà nhiều người vẫn đang đặt nghi vấn ở thời điểm hiện tại. Tại sao mà cái chỉ số chứng khoán lại không phản ảnh tình hình thật sự của nền kinh tế? Thì một trong những lý do đó chính là cái kết cấu của cái chỉ số S&P 500 này. Thì trong 500 công ty này, không phải là công ty nào bây giờ là cũng đang không làm ăn được các bạn thấy được là trong 500 công ty này có những cái công ty mà vẫn đang có rất nhiều thu nhập thu nhập vẫn tăng lên như là công ty Amazon, Albert Labs hay là PayPal cho mình thấy được là sau khi mà cái dịch bệnh lan tỏa thì mọi người ở nhà người ta mua đồ trên Amazon để mà ship về nhà rất là nhiều cho nên là cái thu nhập của Amazon đã tăng lên khiến cho là giá cổ phiếu cũng tăng tại vì nhiều nhà đầu tư bây giờ vẫn đang rất lạc quan về thu nhập của Amazon nhưng mà ngược lại có một nhóm những công ty khác thì vẫn đang thua lỗ rất là nhiều những công ty như là công ty General Motors, công ty GM công ty Mohawk và Capital One. Đây là những công ty đại diện, các bạn thấy được là có 500 công ty. Nhưng mà phần lớn là các công ty mà làm ăn được bây giờ đã chiếm tỷ lệ rất là cao trong tổng số 500 công ty này. Về cái phần trăm, cái số điểm, các bạn thấy được là 5 công ty lớn nhất bây giờ đã chiếm hơn 20% của tổng số điểm của S&P thì cái tình hình mà khó khăn ở đây là sẽ đến một ngày gần đây những nhà đầu tư sẽ cảm thấy là những công ty như là Amazon thì cổ phiếu giá đã quá cao so với cái thu nhập thực sự Thì tới lúc đó những cổ phiếu này là không những là không tiếp tục tăng mà lại giảm Cộng vào đó nữa là những công ty như là chúng ta nói tới những hàng, những công ty mà làm xe như là General Motors Những công ty này thì đang bị lỗ lã Và nếu như mà không có cái sự tiến triển thì vẫn sẽ tiếp tục bị lỗ lã Cộng vào đó nếu như mà những công ty mà đang làm ăn được mà cổ phiếu lại không tiếp tục tăng tại vì mọi người nghĩ là cái giá đã quá mắc thì sẽ khiến cho chứng khoán của Hoa Kỳ lại lao đầu xuống một lần nữa. Đó là một trong những cái mối lo ngại đất lớn bây giờ. Cho nên chúng ta mới có được những cái chiến lược như là mở cửa Hoa Kỳ trở lại. Cộng vào đó là những chiến lược bơm tiền vào trong thị trường mà chúng ta sẽ nói tới để cho các bạn hiểu được là ở thời kỳ hiện tại là chúng ta đang nằm ở trong cái vị trí nào nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì cái chiến lược cái đề nghị mở cửa Hoa Kỳ trở lại Opening Up America Again Đây là một cái chiến lược mà đã được nói tới thời gian cách đây khoảng chừng là một tuần Thường cũng đã chia sẻ một số tài liệu với các bạn trong những video khác Thì mở cửa Hoa Kỳ trở lại là chia ra làm 3 giai đoạn Nhưng mà chúng ta sẽ không có nói về cái giai đoạn này là như thế nào Tại vì chúng ta đã nói tới trong các video trước đây Điều mà Thường muốn nói với các bạn là tại sao lại có cái chiến lược mở cửa Hoa Kỳ trở lại này Tại vì nếu như mà các bạn nhìn vào hai khía cạnh khía cạnh y học và cái khía cạnh kinh tế thì theo bên y học nếu như mà muốn được an toàn tuyệt đối thì nền kinh tế không thể được mở cửa lại mọi người phải tiếp tục ở trong nhà cho đến khi nào mà chúng ta có được những cái thuốc trị bệnh hay là chúng ta có được vắc xin cho đến khi đó thì mới mở cửa hoạt động trở lại và thời gian đó là bao nhiêu lâu có thể là một năm có thể là hai năm không ai biết được còn một bên khác đó chính là bên kinh tế thì nói là kinh tế bây giờ đã bị tê liệt nếu như mà muốn nền kinh tế hoạt động trở lại muốn giảm đi cái số lượng người mà bị thất nghiệp muốn giảm đi tình hình mà các công ty khai phá sản thì chúng ta phải mở cửa hoạt động trở lại như bình thường có nghĩa là không có bất cứ một cái hình thức bảo vệ nào nhưng mà sự thật thì các bạn thấy được là chúng ta không thể nào mà nghiêng hẳn về bên y tế mà cũng không thể nào mà nhiên hẳn về bên kinh tế. Thì các bạn thấy được là cái sự lựa chọn là sẽ nằm ở chính giữa. Thì lựa chọn nào mới đúng, lựa chọn nào mới sai chúng ta sẽ không có bàn tới. Tại vì đây là một cái đề tài mà thường nghĩ là sẽ được bàn tới rất là nhiều. Nhất là khi mà chúng ta càng ngày càng tiến tới gần cái ngày bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020 này. Nhưng mà điều mà các bạn thấy được là mở cửa trở lại dựa theo cái đề xuất của Nhà Trắng thì cái đề xuất này chia làm ba cái giai đoạn thì đề xuất này là một đề xuất mà nằm giống như là ở chính giữa giữa y tế và giữa kinh tế Tại vì đề xuất này là mở cửa hoạt động kinh tế trở lại nhưng mà là sẽ bị một số hạn chế. Và vì những cái hạn chế đó, những hạn chế mà chúng ta cũng đã biết là mọi người vẫn phải tiếp tục là giữ khoảng cách là 6 feet. Có một số nơi được mở cửa trước, một số nơi mở cửa sau. Những cái nơi mà tụ tập tâm đúc thì sẽ không được hoạt động. Hay là những nhà hàng, những quán ăn thì sẽ không được chứa cái số lượng người như là trước đây. Thì những cái hạn chế đó cũng sẽ không có giải quyết được tình hình kinh tế bế tắc hiện tại. Tuy nhiên về mặt kinh tế thì mở cửa lại sẽ tốt hơn là không mở cửa lại. Nhưng mà khi mở cửa lại thì cũng không thể giải quyết được cái tình hình mà thất nghiệp hiện tại, cái tình hình mà nhiều công ty đang gặp khó khăn. Cho nên chính phủ vẫn phải tiếp tục hỗ trợ bằng cách là bơm tiền vào trong thị trường. Thì chúng ta trở lại hồi tháng 3, các bạn cũng đã nhớ là khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát thì cái đơn vị đầu tiên mà nhúng tay vào để mà cứu dạng tình hình chứng khoán của Hoa Kỳ đó chính là Fed. Cục Dự trữ Liên bang và chúng ta nói tới cục dự trữ liên bang nhưng mà thực ra thời điểm đó thì các ngân hàng dự trữ của thế giới, các ngân hàng thương ương của thế giới đều có những hành động tương tự. Đầu tiên là giảm lãi suất xuống còn 0% thì các bạn thấy được là Fed giảm lãi suất hai lần và cắt còn 0% và cái số lãi suất mà cắt xuống còn 0% đó chính là cái phần trăm lãi suất mà cục dự trữ liên bang cho các ngân hàng mượn nhiều người thì hỏi thuận là có phải là bây giờ đi vay mượn ngân hàng thì sẽ là không phần trăm tiền lời hay là không điều đó là không đúng tại vì các bạn thấy được là nếu các bạn bây giờ vay mượn tiền để mà mua nhà thì lấy ví dụ là mua nhà các bạn thấy là vay mượn tiền bây giờ nếu như là các bạn có lý lịch tốt có cái điểm credit cao nghĩa là cái điểm tín dụng tốt thì các bạn có thể mượn được ở cái mức là khoảng chừng là 3,25 tới 3,5 phần trăm tiền lời đương nhiên khi mà họ mượn tiền từ Fed thì các ngân hàng sẽ đôn lên tiền lợi của họ, đó chính là cái phần lời. Nhưng mà cái phần trăm giảm xuống từ cục dự trữ liên bang sẽ có ảnh hưởng gián tiếp đối với cái phần trăm mà các bạn phải trả khi mà các bạn mượn tiền từ ngân hàng. Đó là lý do tại sao mà Fed cắt giảm lãi suất xuống còn 0% để mà khuyến khích mọi người đi mượn tiền để mà kích thích lại nền kinh tế. Thêm vào đó nữa là Fed đã đưa ra những cái chiến lược như là unlimited QE, có nghĩa là bơm tiền vào thị trường không giới hạn chúng ta cũng đã nói tới cái tài liệu này cách đây ba tuần nhưng mà một trong những điều các bạn nên biết đó chính là khi mà fed bơm tiền vào trong thị trường thì họ bơm tiền vào để mà mua lại trái phiếu của các công ty nghĩa là mua lại nợ của các công ty để cho các công ty có vốn để mà tiếp tục hoạt động thì đây là một điều mà fed cũng thường hay làm không phải là một điều mới gì không phải là một điều mà họ mới bắt đầu làm khi mà có dịch bệnh đây là những hành động mà fed đã làm trong mấy năm qua để mà hỗ trợ tình hình kinh tế của hoa kỳ hỗ trợ chứng khoán để mà đung đốc cái giá chứng khoán cao lên thì các bạn thấy là cái đợt mà dịch bệnh này cái sự khác biệt là cái số tiền mà fed muốn bơm vào trong thị trường là không giới hạn thì khi mà cái tin tức này được loan ra thì có hai điều mà đã được nói tới điều đầu tiên là trước đây thì cục dự trữ liên bang của hoa kỳ mua lại những cái trái phiếu của những công ty mà có uy tín có nghĩa là cơ hội là những công ty đã trả lại cho fed là cái cơ hội rất là cao nhưng mà trong cái đợt này thì Fed không những là mua lại những cái trái phiếu mà có cái tính an toàn cao Fed cũng lại mua thêm những cái trái phiếu mà có cái lãi suất cao hơn có nghĩa là những cái trái phiếu đó là được đưa ra từ những công ty mà cái cơ hội họ trả lại là thấp hơn đó là lý do tại sao mà họ chấp nhận trả cái phần trăm tiền lời cao hơn tại vì những công ty đó là có cái sự khó khăn cho nên mua những trái phiếu như công ty đó thì cái sự nguy hiểm là sẽ bị mất cái vốn mình bỏ vào tại vì những công ty là có thể bị phá sản nhưng mà fed đã đồng ý để mà mua lại những cái trái phiếu mà có tính nguy hiểm cao để mà hỗ trợ những công ty đó cho họ có tiền để tiếp tục duy trì hoạt động mà không khai phá sản cộng với đó nữa là fed cũng mua lại một cái mà chúng ta đã từng nói tới đó chính là cái cổ phiếu thế chấp bất động sản thì trước đây tôi không giải thích rõ về cái vấn đề này để các bạn hiểu rõ hơn là khi mà các bạn mượn tiền ở hoa kỳ mượn tiền để mua nhà thì cái thế chấp là căn nhà của các bạn và các bạn mua nhà các bạn mượn tiền từ các ngân hàng từ những cái tổ chức mà cho vay để mà các bạn mua được căn nhà đó các bạn bỏ xuống một số tiền đặt cọc phần còn lại là các bạn mượn thì khi mà những công ty đó cho các bạn mượn tiền để mua nhà thì họ sẽ tính một số phí với các bạn cứ coi như là đây là cái phí mà làm giấy tờ cho vay thì cái phí đó là cái phí của công ty tính với các bạn sau đó họ làm giấy tờ xong cho các bạn mượn tiền để mà lấy nhà nhà của các bạn sẽ là thế chấp cho cái số nợ mà họ cho các bạn mượn nhưng mà sau khi mà cho các bạn mượn tiền xong thì họ sẽ lấy những cái số nợ khác nhau giống như là họ cho các bạn mượn họ cho người khác mượn cho người khác nữa mượn thì tất cả những cái số nợ đó họ sẽ gom lại và bán cho những nhà đầu tư tại sao họ lại phải muốn bán cho những nhà đầu tư tại vì chỉ có cách đó thì những nhà đầu tư sau khi mà mua lại cái số nợ đó thì họ mới có vốn để mà tiếp tục cho người khác mượn chứ nếu như không thì họ đâu còn vốn để mà cho người khác mượn và nếu như mà giữ cái số nợ đó mà chờ các bạn trả tiền lời hàng tháng thì phải chờ rất là lâu phải chờ tới 30 năm thì cái số tiền lời và vốn mới hoàn lại được cho nên họ sẽ tìm cách lấy vốn lại nhanh hơn bằng cách là bán cho những nhà đầu tư thì những nhà đầu tư mà sau khi mà mua lại cái số nợ đó thì họ là chủ nợ thì khi mà các bạn trả tiền hàng tháng thì tiền lời và tiền vốn là sẽ trả cho cái người mà đang giữ nợ của các bạn nghĩa là cái nhà đầu tư còn công ty mà cho vay thì họ có thêm vốn để mà cho người khác vay và cái vòng tiền thì cứ xoay dòng theo cái cách đó thì cái vấn đề ở đây sau khi mà cái dịch bệnh bùng nổ thì những nhà đầu tư họ không có muốn mua những cái nợ mà được thế chấp bởi bất động sản Tuy là trước đây những cái nợ mà được thế chấp bất động sản coi như là những cái nợ mà an toàn hơn Khả năng cao là những sẽ tiếp tục đóng tiền nhà để mà được ở trong căn nhà đó Cho nên những nhà đầu tư thường là sẽ coi cái nợ bất động sản là một cái nợ an toàn hơn so với những cái nợ khác như là cái nợ mua xe Nhưng mà trong cái thời gian dịch bệnh này thì, thì những nhà đầu tư có những cái lo ngại là thất nghiệp có thể là lên tới rất cao Khiến cho những cái người mà mua nhà đó họ sẽ không có khả năng để mà trả số nợ này Cho nên những nhà đầu tư là không muốn mua những cái nợ đó khiến cho những công ty cho vay bị hụt vốn và vì lý do đó chúng ta mới nghe được những tin tức là Cục Chỉ Liên bang sẽ thâm nhập vào cái thị trường này và mua lại cái chứng khoán thế chấp bất động sản đó để giúp đỡ các công ty cho vay tiếp tục hoạt động. Đó chính là điều mà Cục Chỉ Liên bang đã làm. Nhưng mà các bạn thấy được là bao nỗ lực của Cục Chỉ Chứng Liên bang cổ phiếu thì vẫn đi xuống cho nên thấy được là những gì mà Cục Chỉ Liên bang có thể làm thì đã làm nhưng mà cũng không cứu vãn được tình hình của chứng khoán cổ phiếu vẫn tiếp tục đi xuống thật ra thì cách đó vài tuần thì Ray Dalio đã đưa ra một bài viết và thường đã chia sẻ trong cái video 517 thế giới đang lon margin đừng hy vọng quá nhiều vào Fed thì trong bài viết này Ray Dalio đã nói là cục dự liên bang đã hầu như là sử dụng hết những gì mà họ có thể làm tại vì các bạn thấy là bây giờ cái lãi suất đã xuống còn 0% nếu như mà tiếp tục xuống thì sẽ đi vào cái lãi suất âm đây là một cái dùng lãi suất mà Fed chưa muốn đi vào ở thời điểm hiện tại cho nên những gì mà Fed có thể làm là rất hạn chế vì lý do đó Reda đã nói là nếu như mà muốn tình hình đỡ hơn thì chính phủ phải can thiệp vào và chúng ta cũng đã thấy là chính phủ đã làm điều đó đó chính là cái gói mà hỗ trợ mà chúng ta đã được nói tới gói hỗ trợ là 2,2 nghìn tỷ cái hỗ trợ này có một phần mà hầu như ai cũng biết đó chính là cái số tiền mà cho người dân Hoa Kỳ một người 1.200 đô, một gia đình hai vợ chồng là 2.400 đô cộng với mỗi đứa con thì sẽ được hưởng thêm một phần. Thì cái điều mà chúng ta cần phải biết ở đây đó chính là cái gói hỗ trợ 2,2 nghìn tỷ này. Đây tuy là cái hỗ trợ đầu tiên nhưng mà đây là cái phiên bản thứ ba. Hai phiên bản đầu tiên các bạn cũng nên nhớ là bỏ phiếu thất bại. Phiên bản này là phiên bản thứ ba và được thông qua bởi quốc hội và sau đó được ký bởi tổng thống Donald Trump và trở thành luật và sau đó thì tiền đã được phân phát dựa theo cái gói hỗ trợ này cái gói hỗ trợ này khi mà được thông qua thì ai cũng biết là không phải là cái gói hỗ trợ cuối cùng đây là cái gói hỗ trợ đầu tiên để mà chống lại cái đại dịch và sau khi mà gói hỗ trợ này thông qua thì chính phủ hoa kỳ sẽ có thêm thời gian để mà coi tình hình như thế nào để mà đưa ra cái gói hỗ trợ tiếp theo và sau khi mà cái gói hỗ trợ 2,2 nghìn tỷ này được đưa ra thì có một cái phần mà chúng ta cũng đã thường hay nói tới cái phần mà nhiều người biết tới nhất đó chính là cái 300 50 tỷ đô la hỗ trợ cho những cái thương dân nhỏ, những cái tiểu thương thì cái phần 350 tỷ đô la này là trong thời gian chỉ có vài tuần là đã hoàn toàn xài hết. Cho nên cần thêm tiền để mà hỗ trợ những công ty nhỏ. Những công ty nhỏ bây giờ là gặp rất nhiều khó khăn tại vì không có làm ăn được trong thời kỳ dịch bệnh. Thì sau khi mà cái gói hỗ trợ này được đưa ra thì ở chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu là có những nỗ lực để mà đưa ra cái đề nghị kế tiếp cho cái gói hỗ trợ phiên bản thứ 4 nhưng mà vì lý do là cái số tiền 350 tỷ này cho những cái công ty nhỏ mượn đã hết cho nên họ phải gấp rút đưa ra một cái phiên bản khác để mà hỗ trợ số tiền này đó chính là cái phiên bản mà bây giờ mọi người gọi là phiên bản 3.5 đó chính là cái số tiền mà được ký hồi sáng hôm qua bởi tập thống Trump cái số tiền 384 tỷ cho một số tiền 384 tỷ này là một phần lớn là dùng để mà chăm thêm tiền cho những công ty nhỏ mượn hỗ trợ cái phần mà đã hết 350 tỷ này. Đó chính là cái phiên bản 3.5 mà chúng ta đã nói tới. Thì có một số bạn vẫn luôn hỏi thường là cái số tiền này là lấy từ trong cái ngân quỹ của Hoa Kỳ để mà đưa vào trong thị trường hay là in thêm tiền thì thật ra là điều các bạn cần biết là cái số tiền trong ngân quỹ đã được phân phát đâu vào đó không có cái số tiền này ở trong ngân quỹ để mà hỗ trợ tại vì không ai đoán được dịch bệnh sẽ xảy ra cho nên đây là một cái số tiền mà sẽ được tạo ra và chúng ta có thể nghĩ một cách đơn giản là khi mà cái số tiền này được tạo ra thì Hoa Kỳ sẽ ghi giấy nợ thường thường thì mỗi lần mà chính phủ hoa kỳ cần phải bơm thêm tiền vào trong thị trường thì chính phủ hoa kỳ sẽ bán trái phiếu của chính phủ hay còn gọi là công trái phiếu thường thường thì những cái người mà mua lại trái phiếu đó là chúng ta có những cái người bình thường như là thuộc với các bạn bởi có thể mua hay là những cái tập đoàn đầu tư họ có thể là mua trái phiếu nhưng mà trong cái tình hình dịch bệnh này thì trái phiếu đưa ra các bạn có thể tưởng tượng được là không có mấy người muốn mua và ngay cả khi mà cái số tiền mà được dùng để mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ thì cái số tiền đó là sẽ được lấy từ chứng khoán sẽ được lấy từ những cái tài sản khác cho nên đó là điều mà chính phủ Hoa Kỳ và cục dự trữ liên bang không mong muốn Tại vì họ không muốn là những nhà đầu tư rút tiền ra thị trường chứng khoán Để mua trái phiếu của chính phủ của Hoa Kỳ Cho nên cuối cùng thì các bạn thấy là chính phủ Hoa Kỳ ghi nợ Và những trái phiếu này phần lớn đã được thu mua lại bởi cục dự trữ liên bang Đó chính là một cái cách nói đơn giản Sự thật thì phức tạp hơn rất là nhiều Nhưng mà cách đơn giản là cái số tiền này là được ghi nợ Với cái hứa hẹn là sẽ dùng cái tiền thuế của tương lai trả lại cho cái số tiền này bù đắp lại cho cái số tiền mà đã được in ra nhưng mà các bạn thấy được là sự thật thì cái số tiền mà chính phủ nợ đã rất là cao không những nơi chính phủ Hoa Kỳ mà tất cả những chính phủ nợ rất là nhiều và hầu như là không bao giờ có thể được trả lại hết các bạn thấy được là năm 2019 thì cuối năm tổng số nợ của chính phủ Hoa Kỳ đã lên tới 22 nghìn tỷ và trong thời gian bây giờ các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào US National Debt Clock thì cái số tiền mà chính phủ nợ đã lên tới cái mức là 24.000 tỷ có nghĩa là trong vòng chỉ có vài tháng đầu năm 2020 cái số tiền nợ đã tăng lên hơn 2.000 tỷ thì các bạn có thể tưởng tượng được là một phần của cái số nợ này là đến từ cái 2,2 nghìn tỷ được ký bởi quốc hội và tổng thống Trump. Để hiểu được là cái số tiền này đến từ đâu một cách cặn kẽ thì sẽ là một video khá dài. Chúng ta chỉ có thể nói một cách đơn giản. Đây là số tiền mà chính phủ sẽ mượn với hứa hẹn là sau này thu thuế sẽ đắp lại cái số tiền đó. Nhưng mà các bạn thấy được là bao nhiêu năm nay chính phủ đâu có đắp lại cái số tiền mà họ mượn. Cho nên nhiều người vẫn luôn nói đây là cái số tiền mà in ra để mà đưa vào trong thị trường. Thì sau khi mà có cái hỗ trợ phiên bản 3.5 này được đưa ra cái gói mà 484 tỷ thì gói kế tiếp sẽ là gì? Các bạn thấy được là thường cung đã chia sẻ ở trên Facebook là bây giờ thì cứ đưa ra những cái hỗ trợ này thì kế tiếp là hỗ trợ những ngành nào? Ngành dầu, ngành du lịch hay là lại tiếp tục cho tiền cho mỗi người dân thì đây là những cái đề xuất mà vẫn đang được bàn bạc ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được là cái gói 4.0 này là sẽ có những cái điều lệ gì trong đó hỗ trợ những ai nhưng mà những ngành mà bây giờ chưa được hỗ trợ là những ngành như là dầu thô nhà những ngành gọi là cruise line có nghĩa là những cái ngành du lịch sử dụng du thuyền những ngành đó bây giờ là bị thiệt hại rất là nặng và người dân thì vẫn cần thêm tiền để mà hỗ trợ thất nghiệp hỗ trợ họ có thể là qua được dịch bệnh này cho nên nhiều người tin tưởng nó đề xuất kế tiếp cái gói hỗ trợ phiên bản 4.0 là sẽ có để riêng ra một số tiền cho mọi người dân số tiền đó là bao nhiêu thì không ai biết được hay là để riêng ra một số tiền để mà hỗ trợ cái ngành dầu thô tại vì các bạn cũng đã thấy được là cái nhu cầu sử dụng dầu đã giảm rất nhiều khiến cho cái giá dầu đã sụp đổ ngoại trừ cho tiền người dân ra thì có một số những cách khác mà chính phủ có thể là đưa ra để mà hỗ trợ người dân như là người dân không cần phải trả tiền mướn nhà trong vòng 12 tháng hay là 6 tháng hay là người dân không cần phải trả tiền ngân hàng hàng tháng trong thời gian 6 tháng hay là một năm nếu như mà họ đang nợ ngân hàng cho cái số nợ mà họ mượn để mà mua nhà và đương nhiên cái số tiền mà thất thoát đó của các ngân hàng của những người mà cho mướn nhà thì chính phủ sẽ lo cái phần tiền đó đây cũng là một cách để mà hỗ trợ người dân và đây là những điều mà đang được nói tới trong cái phiên bản 4.0 này khi mà biết thêm chi tiết thường sẽ chia sẻ với các bạn thường cũng đã có một cái video giải thích về 2.000 đô mỗi tháng là như thế nào đây vẫn là một cái dự luật và vẫn chưa được bỏ phiếu và có một số bạn hỏi thuận là cái số tiền mà chính phủ in ra có thực sự là dẫn tới lạm phát hay là không nhiều bạn hỏi thuận là nếu như mà không lạm phát mà lại dẫn tới giảm phát thì thường nghĩ như thế nào thì đây là một điều mà hoàn toàn có thể xảy ra. Các bạn thấy được là khi mà chúng ta có nhiều tiền mà cái số lượng hàng hóa không tăng thì cái số lượng tiền đó sẽ theo đuổi cùng một số lượng hàng hóa khiến cho cái giá của hàng hóa tăng lên. Đó là lạm phát. Nhưng mà ngược lại nếu như mà giá của những hàng hóa không đi lên mà đi xuống tại vì không có nhu cầu cao thì nó gọi là giảm phát. Thì với cái tình hình hiện tại là một cái tình hình mà khá đặc biệt tại vì các bạn thấy được là tiền thì cứ được in ra nhưng mà những người dân thì lại không có đi mua sắm các bạn thấy được là mọi người bây giờ là vẫn tiếp tục thủ cho bản thân mình, tiếp tục ở nhà cho nên thu nhập của các công ty vẫn đang đi xuống khiến cho là cái nhu cầu vật chất đã giảm đi rất là nhiều, hoàn toàn có thể dẫn đến việc là các hàng hóa sẽ giảm giá. Cộng vào đó thì các bạn thấy được là dầu là một cái tài nguyên rất là quan trọng nhưng mà giá dầu bây giờ lại quá thấp có nghĩa là sẽ dẫn đến là sản xuất những hàng hóa cũng sẽ sản xuất với cái giá thấp hơn tại vì họ mua dầu với cái giá thấp cũng đồng nghĩa là có thể là giá hàng hóa sẽ đi xuống mà không đi lên mặc dù là tiền đã được in ra tuy nhiên đây chỉ là một cái tình hình tạm thời khi mà nền kinh tế mở cửa lại mọi người bắt đầu đi làm trở lại có thu nhập trở lại và 6 tháng một năm sau sau khi mà dịch bệnh này đã phai mờ trong tâm trí của người tiêu dùng thì mọi người sẽ trở lại cái thói trước đây tiêu dùng như là họ đã từng tiêu dùng trước khi mà có dịch bệnh thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm lạm phát sẽ tăng lên tại vì số tiền in ra quá nhiều tuy nhiên đối đầu với lại cái nguy cơ lạm phát với là tình hình kinh tế sụp đổ thì lựa chọn của cục dự liên bang và lựa chọn của chính phủ Hoa Kỳ bây giờ đó chính là in tiền. Và đây không chỉ riêng là Hoa Kỳ, các bạn thấy là các quốc gia khác cũng có cái sự lựa chọn tương tự. Và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thông biết là đây là một video cũng khá dài nhưng mà hôm qua không có video, hôm nay thì cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ một số cảm nghĩ cá nhân của mình cũng như là chia sẻ về cái tình hình chung của kinh tế như thế nào để các bạn hiểu rõ hơn. Và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn Nex và sàn Bybit tham gia sàn NEPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu truyền miễn phí thông qua Telegram nếu như các bạn tham gia sàn Bybit thì sau khi đăng ký thành công và các bạn nạp tiền thì các bạn sẽ được thưởng 90 đô la và cái phí giao dịch trong tháng đầu tiên sẽ được giảm 10%. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao. Các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống, thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới, chỉ phù hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance tham gia thông qua link của thuận capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này stabex, bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội thuận capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn